Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu. Chú muốn nói với cháu điều này. Ở nơi này có vong linh của mẹ cháu chứng kiến. Mẹ cháu luôn luôn mong muốn cháu sẽ trở thành người kế vị của Hoàng Kim. Không phải vì cháu là con trai lớn đâu, mà là vì cháu mang trong mình dòng máu của họ Lý. Tất cả những cơ nghiệp của họ Lý phải nằm trong tay người có dòng máu của họ Lý. Cơ nghiệp của Hoàng Kim có được ngày hôm nay chính là nền móng cơ nghiệp của ông ngoại cháu, ông Lý Thanh Bảo. Ông ngoại cháu chỉ có một mình mẹ cháu. Mẹ cháu chỉ có một mình cháu. Cháu là người duy nhất mang dòng máu Lý Thanh, mặc dù đó là ngoại tộc. Cháu có cảm giác là có chuyện gì cháu không biết mà chú muốn nói với cháu, đúng không ạ? Chú cứ thẳng thắn nói với cháu đi. Cháu có bao giờ thắc mắc về cái chết của mẹ cháu không? Ý chú là cái chết của mẹ cháu có ẩn khúc ạ? Cháu hãy để ý kỹ về thời gian. Thời gian ông ngoại cháu mất, thời gian mẹ cháu mất, thời gian chuyển từ công ty Lý Thanh sang công ty Hoàng Kim. Tất cả những sự kiện đó thì cháu phải hiểu tại sao chú lại đặt ra những nghi vấn này. Chú làm việc ở đây đã lâu năm rồi, từ khi Hoàng Kim còn là của Lý Thanh. Chú lại là bạn thân của mẹ cháu. Bây giờ cháu đã về nước. Chú hy vọng là ở nơi suối vàng, mẹ cháu sẽ rất thanh thản. Ngày trước ấy, tại sao mẹ con mất hả bố? Sao hôm nay lại thắc mắc nhỉ? Thì hôm nay là ngày giỗ của mẹ con mà. Con cũng muốn được biết ạ. Khi sinh con ra, bà ấy đã không được khỏe. Sau đó có một đợt dính bầu, bị lưu thai, mẹ con bị suy sụp, sức khỏe cứ yếu dần từ đó. Lần đấy bố đi công tác, nhận được tin mẹ con mất. Khi về, bác sĩ nói mẹ con có thể đã phải trải qua một cơn đau tim. Mẹ con bị bệnh tim từ bé, cho nên ông ngoại rất là chiều chuộng, không bao giờ từ chối bà cái gì cả. Bố đã từng yêu mẹ con chưa ạ? Anh vẫn cho rằng tôi là cái người mải công việc, cho nên đã bỏ mặc mẹ anh ốm đau bệnh tật. Bây giờ con hỏi làm gì? Bởi vì con thấy chả mấy khi bố thương nhớ mẹ con. Đàn ông thương nhớ thì cứ phải nói ra mồm. Còn lại thì bố thừa nhận là bố tham công tiếc việc thật. Nhưng là đàn ông mà không mơ nghiệp lớn thì làm trò trống gì? Hay là lại làm nhân viên quèn như mày ấy?